Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, tiếng nhạc rất sạch và nghe rất là chi tiết, được xử lý, được giải mã bởi cái đầu FX Audio Mana DAC X6 về với anh Thanh Luân ở Diễn Châu, Nghệ An ạ. Vâng, bên em đang test cho hai ba khách. Vâng, một là của anh Lương Ngọc Tình, cái Dark X3. Vâng, nói chung là rất nhiều sự lựa chọn cho các bác, từ vừa tiền đến đắt tiền ạ, rất là nhiều. Vâng, thì đó là cái X6 của anh Luân, bên em đang test trước khi gửi cho anh. Vâng, đang X6 dòng đẩy giải mã, có quên dòng đầu giải mã đang rất là thịnh hành hiện nay, thời đại công nghệ số, thời đại nhạc số, chúng ta thấy nhạc YouTube hầu như 100% nhà nào cũng có mạng. Vâng, thì sự lựa chọn thì cũng rất là nhiều, X3 này, X6 này và X7, thì mỗi một cái sản phẩm đó đều có một cái chuyên biệt riêng và có mức giá riêng với từng sản phẩm. Vâng, thời đại công nghệ số, chúng ta lấy nhạc YouTube, chúng ta phải giải nén nó ra vì dung lượng nhạc trên YouTube nó nén xuống rất là nhiều. Đầu giải mã có tác dụng đó. Vâng, giải quyết tín hiệu đầu vào từ TV xuống bằng cổng quang hoặc là cáp USB. Thì đây là đầu giải mã FX Audio Mana DAC6 của anh Thanh Luân, Nghệ An. Vâng, anh đã cọc cho bên em trước một ít. Dạ vâng, thanh toán của anh còn 1.6 triệu. Vâng, một lần nữa cảm ơn hai anh nhé. Vâng, bên em đang test cho anh Luân. Vâng, thì cách kết nối của cái X6 rất là đặc biệt. Vừa một cáp USB này, em lấy từ máy tính này, là một cổng quang lấy từ TV xuống, hoặc là Quasio 5.1, đồng và chuyển ra dây AV, chúng ta có thể kết nối được với âm ly. Kết nối được với âm ly hoặc là kết nối được với vang cơ vang số hoặc là máy lưng tiếng. Thì bên em cũng đang kết nối với máy lưng tiếng và vang cơ vang số đấy ạ. Vâng, thì ở trên phía đằng trước của cái X6 này nó sẽ có 3 chế độ. Chọn chúng ta cắm cổng nào, chúng ta chuyển cổng đó. Ví dụ là em đang cắm USB, em chuyển về USB. Vâng, các bác cắm cổng quang, bác chuyển lên cổng quang, và các bác cắm Quasio, các bác cắm chuyển sang Quasio. Vâng, em USB thì em chuyển USB thì nhạc bắt đầu nó cho đi qua. Đó. Cái đây là cổng tai phone bằng jack 6 ly ra tai phone và cái đây volume của tai phone ạ. X7 thì trên này nó là volume to nhỏ của nhạc, nhưng cái này nó không có. Vâng, mỗi cái có một cái tiện ích riêng. Vâng, tùy với điều kiện, tùy với bộ dàn karaoke, chúng ta chọn sản phẩm cho phù hợp. Vâng, cái X6 của anh Luân hoạt động rất tốt. X6 sản xuất tại Trung Quốc ạ. Đặc biệt đây là sản phẩm hàng chính hãng. Vâng, nhạc tái tạo rất là hay, rất là chi tiết, rất là sạch sẽ. Rồi, chúng ta có âm ly, muốn nghe nhạc tốt, nhạc hỗ trợ cho giải âm được hoàn hảo thì chúng ta nên hỗ trợ một cái đầu giải mã nhé. Dù là X3, X6, X7 đều có tác dụng như vậy. Vâng, và chất nhạc thì nó được phát ra từng thiết bị, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Vâng, đây là X6 của anh Luân, Nghệ An, và anh Tình ở Hưng Yên X3. Vâng, một lần nữa cảm ơn anh. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, anh Thanh Luân nhé, hiện tại của anh hoạt động rất tốt ạ.